Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta lại đến với một câu chuyện cổ Grimm mới. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta được mang tên Bác Nông Dân Lên Thiên Đàng. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa có một bác bần nông có tuổi và ngoan đạo chết. Bác đến trước cổng trời, một lãnh chúa rất giàu chết cùng một lúc với bác, cùng đến cổng trời lúc bác đến. Thánh Beatrice mang chìa khóa đến mở cửa cổng đón ông ta vào. Hình như thánh không thấy bác bần nông nên đóng sập cửa lại. Đứng bên ngoài, bác bần nông nghe rõ tiếng đàn hát đón chào lãnh chúa trên trời. Cuối cùng yên tĩnh trở lại, thánh Beatrice đến mở cửa trời cho bác nông dân vào. Bác tưởng là cũng sẽ có đàn hát đón chào, nhưng bốn bề lạnh ngắt. Dĩ nhiên vẫn có cuộc tiếp đón thân mật. Cái thiên thần ra đón bác nhưng không có ca hát. Bác bần nông hỏi thánh Beatrice, tại sao người ta không ca hát đón bác như đón vị lãnh chúa? Bác thấy hình như ở trên trời cũng bất công như ở trần gian. Thánh Beatrice bèn trả lời, không phải đâu, chúng tôi quý bác như bất cứ một người nào khác. Bác sẽ được hưởng thú vui trên trời này như vị lãnh chúa giàu có kia. Nhưng bác phải hiểu là những người bần nông như bác thì ngày nào cũng có người lên trời, nhưng lãnh chúa giàu có thì hàng trăm năm họa có một người. Câu chuyện muốn nói lên rằng ở bất cứ đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Cho dù có lên thiên đàng, nơi mà mọi người quan niệm ở đó có nhiều hạnh phúc và công bằng nhất. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Câu chuyện thật ý nghĩa đúng không các bé? Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau nha. Hẹn gặp lại.